Rồi lên lên. Thôi nín không sao, mập về rồi. Mập về rồi, mập về rồi, mập về rồi. Chuột về đó. Không ăn nhiều, nhiều lắm. Chết rồi mẹ ơi. Chăm bó thôi. Con về rồi, con về rồi, con về rồi. Mày không có, không có, không có. Mập về rồi, không vô cái gì mà khóc. Chị kêu về tới nhà đó. Thấy chưa? Thưa nhà, bây giờ Trắng đã về với gia đình cả nhà một niềm vui vô cùng là sung sướng. Cái số tiền này nói vọng quá lớn, nếu mà không có cô con không cứu chồng con về được. Cái ơn này không biết sao con trả hết nữa, con không biết nói gì. Cảm ơn mấy cô mấy bác đó là giúp đỡ tiền cho nó. Ngạn ngạn hoài, tôi cứ rớt nước mắt chứ còn không biết nói sao cho nó hết rồi chú ơi. Em xin em lại em trả mọi người. Em không biết nói gì hơn em lại anh. Anh giống như một lần nữa anh tái tạo cho anh Trắng được chơi về. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Một người vợ trẻ đã khóc lóc van xin, xin mọi người, xin cộng đồng giúp đỡ để cứu chồng về từ Campuchia. Bao lâu cũng sẽ chờ anh về, dù cho cái ngày anh về còn là cái hũ vậy em cũng sẽ chờ. À, Trung quay lại đây với một cái tin rất là vui. Nếu như mà anh là hồn ma bóng quế anh có về á, về cho em thấy đi. Cho em ôm anh gái cũng được, em có sợ. Cứu cha con, cứu cha con nhớ cha con lắm rồi. Tại vì bây giờ em chờ là em chờ trong vô vọng giúp. Tôi nghĩ là số tiền chỉ hỗ trợ ít nhất cũng phải là trên 100 triệu. Con mất ảnh là con đã đủ áp lực rồi. Về mọi phía, nếu bên chồng thương thì xin đứng sau lưng ủng hộ con để con tìm cách con cứu ảnh. Đừng công kích con nữa, con chịu không nổi. Không sao, không sao, đây nè. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Thôi lên. Không sao, không sao, không sao. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Thôi nín, không khóc, có rồi đâu. Học về rồi, học về rồi. Chú, quanh lên, lên. Xe luôn, xe luôn. Một người ra sau đi. Lên đi. Khoan. Để một người, một người chú kia kia. Kêu chú kia. Kêu ông cậu á. Kêu ông cậu á. Cậu ơi. Cậu. Cậu qua bên này nè. Cậu. Thôi nín không sao đâu. Về đâu. Cậu ra sau á. Về đâu. Qua này ra sau nè. Thôi nín. Học về đâu. Thôi không sao. Dạ. 130. Rồi. Lên. Hương, học về rồi. Không sao. Lên đi. Lên đi, học về rồi. Đây, lên. Rồi, lên. Thôi, nín, không sao, học về rồi. Mập về rồi. Không sao, lên, xe kìa. Đi vô. Lên xe. Lên xe. Học về rồi, không sao. Về rồi, không sao. Chuột về đó. Không nhiều quá. Bỏ ra ngay, bỏ đâu rồi anh. Nhớ ăn nhiều lắm. Chết rồi mẹ ơi. Con về rồi. Mày, không có. Con cũng nhớ cậu quá trời đó. Thôi cậu con về cậu. Thôi con về rồi. Không sao. Thôi. Dạ cậu. Con về rồi. Thôi con thương cậu. Con cũng nhớ ông lắm chứ. Thôi con thương. Được rồi. Con về rồi. Không có cậu.
Trời ơi, con vui quá rồi, con mãn nguyện rồi. Thôi không khóc nữa, Mập về đâu. Dạ, thôi rồi cậu. Nín không khóc nữa. Nín Mập về là không vui cái gì mà khóc. Mập về rồi, Mập về rồi, Mập về rồi. Mập về rồi, Mập về rồi. Thôi không sao, không sao. Hiểu không? Mập về rồi, Mập về rồi. Không, không đi ở đâu, hứa luôn, không đi ở đâu. Bình đó. Thôi, giờ học về rồi, học về rồi, học về rồi. Nín, giờ không khóc nữa. Nín, nín, không khóc nữa, không khóc nữa. Rồi, rồi, rồi. Rồi, nín, nín, nín. Thôi, nín. Nín, học về rồi, không khóc nữa. Không khóc nữa. Cậu ấy con ăn gì vậy cậu? Anh Bình lên anh. Mẹ. Con về mẹ. Mới lên xe. Mới lên xe mẹ. Dạ dạ. Em mày đợi xíu con về tới. Dạ dạ dạ. Cậu con lên nào cậu. Nhắn ông quá rào rồi đó. Hồi tối ông ngủ không được đấy. Dạ. Ông ngủ thức cả đêm luôn đấy. Dạ. Em không biết nói làm sao chứ. Em tưởng em chết khoảng nửa tháng nay rồi chứ. Cảm ơn mấy anh, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em rất là biết ơn, cảm ơn mấy anh rất nhiều luôn. Anh nghĩ là vợ em là người cần cảm ơn nhiều nhất. Dạ, dạ, dạ. Em dạ. Nếu mà vợ em mà không cái không không mà đi van xin mà bằng cái tình cảm của mình dành cho người chồng á thì dạ, dạ. Khó mà được như vậy đâu. Dạ dạ dạ. Thì đỡ nào không chết này nữa thấy không có, không có. Tại ở bển là không có sự xài điện thoại. Vậy như ở bển nó cấm anh. Nói chung là nó không cho gì hết. Nói chung là cuối tháng là chỉ được gọi về một lần. Cái bữa mà Mọc gọi nhớ không? 3,5 triệu nhớ không? Tại vì bên đó đứng rất là đông. Nó đứng rất là 6-7 thằng. Lấy khẩu trang lại chắc, lấy khẩu trang lại đi. Dạ. Lấy khẩu trang lại đi. Không anh, em kệ. Thông cảm cho em nha. À. Em bị sổ mũi ấy á. À vậy mấy hả? Ngày nay em ấy vậy lắm. Ờ. À. Sợ bệnh hả lấy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại mình bị nói chung là bị tấn nhiều quá. Ừ. Nói chung là mình làm không được việc. 2 tiếng là áp lực rất là nặng nề. Mình thì làm nhưng mà sau lưng mình là xuống điện nó quá tập dây hoài á. Là mình làm không được, nó áp lực lắm. Nói chung ở bển 1 tháng em như là ở 10 năm vậy. Nó rất là áp lực, có nhiều người còn hơn em nữa. Em không biết nói gì chứ em thiệt. Quá đủ đối với em rồi. Sao không biết được hết rồi. Không biết được vậy là không phải. Sao không về chỉnh cho về câu chung với đất đi. Mầm về thôi. Chúng ta chưa được quẹo vô tất nhiên. Mầm về rồi. Thôi nín. Mầm về rồi. Thôi. Không khóc nữa. Vô phòng đen mà còn không khóc. Sáng trò chuyện điện xong cái không cho về á. Không, không có. Nói chung là rất là uy tín.
sợ nhưng mà vẫn phải chuyển. Ông này là nói chung là ông chủ này là ông rất là tốt, chứ ông chủ quản ông rất là tốt. Nếu mà nói là những là do cái thằng mà nó mấy cái thằng mà nó đưa qua là nó mua giới, dạng như là nó mua trước, dạng như cái giá là 5.000 đô đó, là nó mua nó bán mình, nó mình qua là như nó bán cho công ty đó rồi. Thì mới đầu Mập chỉ nghĩ là làm bên quản lý cái nó thì bình thường, nhưng mà khi qua tới đó rồi mới biết rất là áp lực kinh khủng. Ta về rồi con. Ta về rồi. Vô. Ta về rồi. Đậu đó đó, qua bển thôi, đường hẹp khó vô, mới lên chi năm. Mới lên. Có đèn nha. Ờ gì kêu vậy tới nhà đó. Đó chưa? Con vậy đó. Dạ chào cô. Không có lạc, dở lên hò vô lấy thịt hà không ra, rồi đem vô nhà cắt đem lâu ra chết. Con về mẹ. Có điện con, điện. Thôi chạy đừng khóc. Phải ba con không? Chảnh đốt nhang cúng đi. Coi phải ba con không? Hả? Cái cục đâu rồi? Con đốt chín cây nhang. Dạ. Đốt chín cây nhang. Là con giấy chứ tạ lễ cái con dài này hồi nào? Thì con giấy nay là ngày 26 giờ con tạ lễ, thì con giấy chồng con về giờ nào cúng giờ nấy, thì giờ giờ tối rồi. Nếu đúng mình cúng bằng ngày, nếu không nhưng mà giờ tối mình phải cúng. Cúng con giấy giờ nào thì giờ nó về tới thì mình cúng. Để con cầu nguyện ông bà của quyền thất tổ, long thần hộ pháp, vị sơn thần để non chứng minh, trong quan trụ thần, trong quan đại thần, trong quan thất tổ, chủ quyền thất tổ ông bà để đời chúng biết. Nam mô trên thượng thừa, trung thừa, hạ thừa, tiền hiền, tiền giảng, hậu giảng, chứng minh. Con cầu 136 kiến họ cha, 133 kiến họ mẹ, nam mô cao cao như tổ, diễn diễn như tông, thúc bá địa huynh cô nhi, dì mụ lục thân quyến thuộc nội ngoại bốn bên, cũng chứng lễ cho cửa nhà họ Quỳnh Thị Cẩm Dân. Thì cái này khi mà phu thê con đoàn tụ thì mình cũng rất đội ơn các nhà hảo tâm để cho vợ chồng con mà hòa hợp. Chứ nghĩ là cuộc đời của con với nó là sẽ không bao giờ mà tái hợp. Nhưng ngày nay vậy đó là quý báo, cũng nhờ các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho con. Thì giờ con tạ trình cái lễ để tạ lễ, để lát con đền ơn, để con nói với các vị huynh đệ mà để giúp cho gia đình con. Thì ở đâu đó thì để cho con. Thì giờ con cầm hương lên rồi ra ngoài đốt hương ngoài. Thì con nói chứ, bữa này tòa chỉ dẫn cho con nói vậy. Thì tự cái tâm con bữa nay là con giấy để con cúng tạ lễ. Thì nay là ngày 26 tháng 2 năm Giáp Thìn đó. Thì giờ con cúng tạ lễ một con heo quay. Thì khi mà phu thê con đoàn tụ về được, về tới nhà khi mà người ta đã thả về, thì con cũng rất mừng là nhờ các vị nhà hảo tâm để cứu vớt cho cuộc đời hai vợ chồng của con, để vợ chồng con được sum họp, là gia đình được đoàn tụ. Thì cũng nhờ công lao của người ta. Thì ở đâu đó con cứ lé, con trình lên. Con trình lên, con để con nói lên. Rồi đã tạ lễ con đó thì con cúng rồi, thì con cúng giấy. Ở ngoài cái bàn cúng đó con để cái đèn, con đốt đèn lên đi. Đốt đèn lên, đốt bên đèn, bên đà bàn thiên một cái đèn đó, rồi bên chỗ đó đốt đèn. Giấy năm ông chứ gì. Thì khi mà chồng con về tới ngôi gia này á, thì con cúng con heo, heo quay bữa nay á. Nhưng mà về giờ nào cúng giờ nấy á. Về tối á thì bây giờ con cúng, con rước về giờ nào con trả giờ đó. Trả lễ đền ơn ông bà ở xứ sở đất nước Đồng Tháp 10, ở xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, ấp Bằng Lăng. Thì giờ cho vợ chồng con đoàn tụ. Con hay đốt nhang con giấy hoài, hôm nay chồng con về ngoài. Giấy hoài hoài, nay chồng con về hoài ơi. Đừng có lại, cầm nhang đừng lại, cầm nhang lên đừng mít lại. Đốt cái đèn để ngoài bàn thiên nữa em. Cho nó. Bên chỗ con heo đó hai cái đèn đi, rồi nước đồ rót hết chưa, rượu đồ lấy cái chai rượu, chai nhỏ để rót rượu rồi dễ hơn.
Thưa nhà, bây giờ Trắng đã về với gia đình cả nhà, một niềm vui vô cùng là sung sướng khi mà đã về đến đây và bây giờ có dịp để ngồi đây cùng với gia đình, tất cả những người thân yêu của mình ở đây và những người hàng xóm cũng kế bên nữa. Ở đây thì có đây là mẹ của Công Văn nè, ba của Công Văn nè, đây là cậu Công Văn nè, đây là kêu là bà cũng là hàng xóm chứ không phải là người trong nhà cả nhà. Cẩm Văn và chồng Cẩm Văn và hai đứa con, với lại cô là gì cô hả? M7 hả? Là M7 là chồng của chú này đúng không? À lúc nãy cậu Bảy cũng đi chung là đi về đây, phải nói là cái việc mà một đây là một quá trình, một thời gian mà Trung cũng 50% thôi, bởi vì là việc mà Mạnh Quân đã giúp đỡ xong rồi, việc mà còn lại là Trắng có được còn sống không để mà về với gia đình, đó là câu chuyện mà bà con cũng đang rất là quan tâm. Bởi vì bẻn đi một thời gian cả hơn nửa tháng không có liên hệ. Dạ. Thưa cô, bây giờ cảm xúc cô thế nào cô hả? Giờ quá tạm ơn mà còn 10 ngày ăn tương nữa nè. À là cô ăn tương hả? 10 ngày ăn tương nữa rồi. Dạ. Mừng á. Dạ, hôm nay. Thế còn trong cái giờ tôi không biết nói sao, tôi cười không cái tôi không biết nói cái gì giờ. Bởi vì nó mừng quá rồi. Họ chịu giờ ấy đi chút xíu có điện tụi bay tới đâu bay. Giờ đi tới đâu rồi. Cứ giờ tôi nói thiệt với mấy cậu, với giờ tôi mừng quá tôi không biết nói cái gì chứ. Thôi giờ con tôi nó về tới đây rồi, trước thì cảm ơn mấy cô mấy bác là giúp đỡ tiền cho nó. Điểm thứ hai sau đó thì nhờ cậu Trung với cậu này. Chứ nếu mà không có cậu Trung mà gia đình này chắc cũng không có đi tới ai được hết trơn bây giờ. Như cảm ơn chứ như hai chồng tôi bây giờ không biết cái gì luôn, nói giờ đâu có biết đi tới đâu hay là cầm cái điện thoại mà bấm được đâu. Thì cũng nó thấy nó từ hôm Trắng đi tới nay là ngủ nghe, nó cũng không có ngủ mà bằng ngày nó không ăn uống gì chân, nó cầm cái điện thoại nó bấm suốt. Rồi thấy con mình vậy rồi lớp nào cha nó không dái, ông cúng con heo rồi tôi cũng dái, rồi giờ tôi cũng ăn tương và ăn 10 ngày tương nữa nè. Vậy đó. Là mình đang trong giai đoạn ăn ngày tương. Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi chú sao chú không biết là chú có gọi là bị khóc hay không khi mà con mừng quá con rể của mình về. Bị chú có khóc hay không? Phải nói lớn mới được. Lớn không mới nghe. À. Chú có vui không? Vui không? Vui mà. Bây giờ trước tiên á thì tôi cũng có cái lời, tức là bởi vì mặt cái gì duy tâm nó là một cái chuyện khác ở cái lương tâm của mình. Nhưng mà một mặt ở cái thực tế và hiện tại á thì tôi nhờ chú Trung. Đó. Thì do những cái mà con rể mà nó về được tới nhà hôm nay đó thì nói cho rõ hơn là chú Trung. Đó. Thì bởi vì có một cái tôi nghĩ không biết tại sao mà còn sót lại chú Trần Giang nè. Thì cho nên giúp đỡ cho con để tôi nó được đoàn tụ với gia đình. Thì cái này tôi chỉ nhớ thôi chứ còn biết tôi cũng chưa có dám biết nữa. Biết tôi không biết bao giờ tôi trả được, cho nên tôi chỉ nhớ về cái ơn của chú Trung để rồi giúp đỡ cho gia đình tôi được đoàn tụ như thế này đó. Thì rõ ràng tôi không biết nói sao mà cho nó hết, mà không có tả cái thể nào mà cho nó tròn, nó vuông được hết. Vì nó quá trời nó bao la. Vì ngay như trong gia đình đó, thì không có khả năng, một mặt thì không có khả năng để đưa con rể về. Mặt thứ hai nữa thì không có biết đường. Đó. Nhưng mà nếu được về hôm nay thì rõ ràng là cũng nhà chú Trung. Thì ở đây tôi nói là cũng như là tôi nhớ chú Trung thôi, chứ còn cảm ơn thì không biết bao nhiêu là cho nó hết mà bao nhiêu cho nó đủ. Không còn thấy chú khóc mà kiểu mà mỗi lần chú buồn khóc gì đó là chú đi ra ngoài không à. Chú bẽn lẽn đi ra ngoài khóc đúng không? Như thấy là không biết là sao mà chú xót xem mình khóc thế nào mà không biết. Là do chú thấy Cẩm Văn khóc hả? Bởi vì tôi khóc á là nó có hai cái cách. Một á, thứ nhất con của mình mà rể của mình mà mình không lo được, mà bây giờ nó tùm lum như thế này thì mình thấy con mình nó khóc mình cũng hơi đau. Bởi vì khả năng làm cha mà không có bao dung được cho con thì mình thấy nó hơi khổ trong bụng. Mình bất lực. Từ chỗ đó mà mình cứ rớt nước mắt hoài. Rồi tôi thấy chú cũng hết lòng nữa, rồi từ chỗ đó tôi thấy sao mà khóc
cứ ngẹn ngẹn hoài, tôi cứ rớt nước mắt chứ còn không biết nói sao cho nó hết được. Chú ơi, bùi ngùi mà không tả được đó. Dạ. Là cái công lao của chú Trung. Dạ. Là không có tả được, thành ra bùi ngùi mà không biết khóc, mà không biết nói gì để. Thực ra trên trên đời này cũng có nhiều người, chứ không phải chỉ riêng mình Trung đâu, cũng có nhiều người nhiều ta người, cũng nhưng mà cảm cái động này lắm. Do cái duyên thôi. Dạ. Dạ. À, giống như những mạnh thường quân mà đã đóng góp ở cả nhà là do người ta cũng có cái cảm xúc và cảm động khi mà nhìn thấy cái tấm lòng của Cẩm Vân như vậy. À, bây giờ nè con cha con gái sao rồi, con thấy vui không? Vui. Vui ở chỗ nào? Vui với cha. Hồi nãy giờ ôm ôm cha chưa? Con biết, con biết cái gì, con tập biết gì? Cha. À? Còn con trai vui không con? Nãy giờ ôm trai chưa? Dạ. Hung trai chưa? Chưa hả? Dạ. Rồi sao chừng nào hung? Dạ hung đi. Chút xíu nữa hung hả? Dạ, lén lén hả? Dạ hung trai đi con. Này thưa cả nhà, đây là cha Dượng nha. Cha Dượng nhưng mà không biết tại sao mà không biết tình cảm thế nào mà một người cha Dượng như là Trắng mà lại có thể là thương hai đứa mà đến nỗi khi mà Trắng đi qua bên đó hai đứa con mà thấy cảm thấy thương mà giống nhớ cha mà mong muốn cha mình về. Không biết là lúc đó là Trắng đã chung là Trắng đã suy nghĩ thế nào mà là thương hai đứa con như vậy. Nói chung em cũng không biết nói gì nhiều mà hay, em phép nói là nói chung nó con nít mà nó biết gì đâu, mình thương nó thì nó thương mình, mình nói chung là mình thương nó, nói chung là em cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà mình thương nó thì nó sẽ thương lại mình. Mình lo cho nó thì sau này nó lo cho mình, chứ mình không có nghĩ gì nhiều hay gì hết. Nhưng mà khi mà em về đã thấy hai đứa, em rất là vui, em rất là mãn nguyện, em không có mong muốn gì nhiều. Và em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và anh Trung, anh... À Trung và kia là Thanh. À, anh Thanh à. Với tất cả Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em để cho em được trở về Việt Nam từ cổ chết mà em trở về. Em rất là cảm ơn và không biết cái này biết bao giờ em mới trả cho đền đáp hết. Giống như đã sống lại một lần nữa đúng không? Dạ đúng. Dạ. À, thưa cô là người hàng xóm nhưng mà thấy là cô qua đây lo mọi cái cúng kiến này nọ hết gia đình, không biết là cô có lời nào chia sẻ lên cho bà con không? Thì nay trước thì thấy Trắng về, thì hôm đi là vừa đi là dân nó cho hay rồi, nó xuống tới nhà tôi, bị nhà cách đây cũng chừng cây số thôi, nó cho hay thì thấy là rất buồn, rất thấy nó khổ sở. Nhưng mà gia đình hồi xưa giờ thì cũng tới lui cũng thân cận. Rồi nó đi rồi cái là về nghe, nó về nó báo, nó xuống nó báo, nó nói được anh Trung với mấy anh với lại trong cái nhà hảo tâm đó có giúp cho con, hứa là nói để là điện qua bển để cho mà ở bên bển á cho hai đặng mà trao đổi để mà người ta lo cái số tiền để mà cho chồng nó về. Thì tôi rất là mừng, tôi nói con ơi, trên đời này chỉ có một mình gia đình con được vậy thôi. Chứ thí dụ nhiều người chỗ khác, nhưng mà người ta cũng giúp, nhưng mà không có cái tận tình như con vậy đâu. Như tôi thấy nó ở đây, như giờ hai đứa em đây, rồi có mấy đứa em đây cũng vậy, thì thấy nhờ ơn trên nó cũng xây chuyển cho các em về đây để mà giúp đỡ cho gia đình nó, cho vợ chồng nó được đoàn tụ. Chứ thấy cái cảnh vợ chồng nó, dù nói tiếng vợ chồng với nó, nhưng mà hai đứa nó mình rất thương nó, là nó cũng chưa có mà được mà một ngày nào mà sung sướng để cuộc đời hai đứa mà hạnh phúc hết. Nó khổ sở để nó đi mần, mà nó thì bệnh lên bệnh xuống dân á, thì nó rất là bệnh hoạn, rồi nó đi lo cho gia đình. Nhưng mà tôi nghe rồi ấy là tôi cũng rất buồn, nhưng mà khi nghe cháu với lại hôm trước tôi ở nhà tôi nằm cái sau tôi quẹt lên cái tôi thấy cái điện thoại đó, tôi thấy có chú Trung với lại mấy anh em có nói chuyện với nó đó, trời tôi rất mừng. Tôi mừng mà sao tôi khóc á, tự nhiên tôi nói trời ơi nhỏ này vậy, tôi thấy nó khóc rồi tôi cũng khóc luôn, tôi chảy nước mắt luôn. Rồi tôi mới nói sao mà nó được vậy, thì quá quý báu rồi, không có ai mà được như vậy, mà từ xa người ta nghe gia đình con như vậy mà người ta xuống đây tận tâm như thế này. Thì giờ trước đây thì tôi cũng rất là cảm ơn với là chú Trung với lại chú Bình hả? Chú Thanh. Thì giờ giúp đỡ cho gia đình của hai em là cô Sáu, Dưỡng Sáu nó đây.
với hai vợ chồng cháu Dân, thì giờ tôi cũng ở đây thì tôi cũng thay mặt với cô bác xóm này đó là cũng cầu chúc cho ơn trên để xây chuyển cho mấy em được là giúp đỡ để mà có cái đường dài để mà cứu vớt cho anh chị em người ta còn nhiều người nữa. Như thế đó là tôi rất mừng, rất mừng. Nhưng mà cái giờ mình thấy ở đây là vợ chồng nó được đoàn tụ là thấy là vui vẻ. Nhưng mà cái công lao của các em giờ nói ra đây, thí dụ hai vợ chồng em này thì nó quá thiệt, nó thiệt thà, nó hiền. Rồi được các em dẫn dắt để mà chỉ dẫn để mà vô lo cho rể nó về thì nó là rất mừng, rất vui. Nó không biết nói sao thì ở đây giờ lối xóm thì mình cũng rất cảm động. Để là cũng là cũng biết ơn các em dữ lắm. Dạ dạ cảm ơn cô ạ. Dạ, không có gì đâu. Vậy đó. Thực ra thì có Mạnh Thường Quân mình đồng hành với Trung, thành ra Trung mới có làm được những việc như thì vậy. Bởi vậy thì số tiền mà mình đã tổng cộng mình chuyển để mình tính luôn cho biết là bao nhiêu luôn ha. Đầu tiên là tiền 125 triệu để chuyển qua đúng không, cộng thêm 11 triệu tiền xe, với lại bữa là em chuyển là 3,5 triệu nữa hả, 3,5 triệu là tổng cộng là 139,5 triệu. 139,5 triệu thì trong đó là có Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đây cả nhà. Trung xin phép đọc Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ là Mạnh Thường Quân không nói tên ở quận 4, đã hỗ trợ là số tiền là 20 triệu. Mạnh Thường Quân tên là Nguyễn Văn Quang, hỗ trợ số tiền cũng nhỏ thôi là 500 nhưng mà rất là ý nghĩa cả nhà. Và sau đó là chỗ Trung, Trung cũng đã bỏ ra 20 triệu của mình để mà góp vô cái này. Thì tính ra là 40,5 triệu, tức là của Trung và Mạnh Thường Quân vừa rồi là đã hỗ trợ là 40,5 triệu. Thì tính ra còn lại 99 triệu của nhà. 99 triệu này thì còn lại là có một Mạnh Thường Quân tên là Nguyễn, tên là chị gái ở Bạc Liêu. Chị gái Bạc Liêu đã hỗ trợ số tiền còn lại là 99 triệu. Đấy thì bây giờ không biết là để gọi cho chị có được hay không nữa, tại vì là chỗ chị là giống như là cũng rất là lén gia đình đó. Để mà hỗ trợ gia đình thì cũng ấy, nhưng mà nhưng mà chỉ hơi lo ngại một xíu thôi, chứ thực ra là chị giúp rất là nhiều về việc này. Bởi vì con vợ chồng con về rồi sau này tụi con cũng là có cách để mà đền ơn đáp nghĩa cho anh Trung, biết không? Để mà anh còn lo nhiều chỗ khác nữa chứ không phải riêng gia đình của mình. Chị nói chuyện tí được không? Chị ngại gia đình, thành ra chắc để nói chuyện không hình. Alo. Alo, gia đình đang ở ngồi đây, đang ngồi ở đây luôn, và cũng chung là cũng theo dõi câu chuyện á, thành ra em muốn gọi cho chị để gia đình có thể nói một vài lời chứ. Của chị thì bỏ ra số tiền lớn mà để giúp như vậy thì gia đình cũng biết ơn nhiều lắm. Cảm tạ lời ơn. Dạ thì bây giờ bây giờ đây là chỗ Cẩm Vân nè. Cẩm Vân thì có lời là nói tới chỗ Dân, nói à, cô Hồng. Nói với cô. Chú Trung ơi. Dạ. Yêu cầu cho cái hình với chú Trung. À không, bà ngại bà ngại. Cô con không biết nói gì hết. Con cảm ơn cô. Cái số tiền này nó còn quá lớn, nếu mà không có cô không cứu chồng con về được. Con cũng không biết cơ nghĩa cùng để nào chứ hả? chồng con được như cũ rồi. Dạ chồng con 30. Xứ sở con ở đâu? Dạ con ở Long An. Chứ phải khi mà chồng con chịu đó xuống đi tìm cô. Cô dạy nghề làm cho cô cũng được nữa. Thôi bây giờ trước tiên về cho nó thoải mái đi. Rồi sau này đi giống cuộc sống như đi đường, 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 đi đường,
Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Rảnh thì con nhắn cái số điện thoại của con qua. Cô có gì không? Hỏi cần gì nha. Dạ, dạ. Rồi, dạ, 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 dạ. Rồi, rồi. Rồi. Cảm ơn chị gái nha. Rồi, sống gì đâu chung. Dạ, nó cho chủ trắng chồng con băng nói chuyện một vài lời nha cô nha. Trắng, báo về cô không trắng. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Con cũng biết hình dung nó như sao nữa. Cái ơn này không biết sao con trả hết nữa. Con không biết nói gì. Con cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Dạ. Dạ. Dạ cô. Cô sợ con chết. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Chúc thật lòng thật dạ con cảm ơn cô ạ. Dạ. 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 Dạ con cảm ơn cô dạ. Dạ rồi chào cô nha cô ha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn nhiều. Cô sao hôm nay bệnh sao rồi? Hôm nay uống thuốc đó thẻ nhiều lắm chứ. Dạ. À, rồi, hai cái giò này có bữa nha nó tê tự đây nó tê lên tới đây cái nó cứ ngắt không đi được. Mà từ hôm uống thuốc đó này cái giò hết tê. Dạ cái này là hỏi thiệt nha để hỏi thăm thôi. Sẵn là hỏi thăm cho bà con mình biết luôn chứ không phải là gọi là nhân dịp quảng cáo quá nha. Thực ra là sản phẩm này là bà con uống rất nhiều người khỏe lắm. Thành ra. Còn cái đầu đó hen là nó nhức con lởm chỗ đây suốt luôn á nằm mà từ hôm em uống ba thuốc đó này nó hết nhức. Mà cái giò này cũng hết tê nữa nè. Không nó tê dữ dằn. Dạ. Uống ba cái thuốc của cô Trung á. Rồi bữa chú uống sao rồi chú? Uống thuốc sao rồi? Thôi thôi uống ngon rồi, mỗi khi ngon là ngon sao? Mỗi khi phía thức dậy đi làm á thì đi cũng chẳng được. Mà uống vô bữa nay là sáng thức dậy là đi bình thường. Phía tôi thường thì 4 giờ tôi thức rồi. À, chú ăn được ngủ được không? Được. Nay là không có còn như mỗi bữa nữa. Bữa nay cũng ngon lắm. Ngon là ngon chỗ nào chú nói rõ hơn xíu rồi. Ngon là chỗ gì? Là tôi uống thuốc đó được, có nghĩa là uống thuốc rồi thì coi như mình không còn nhức nhói như cái kia. Bữa đi lên xe đó đi lên núi đi rồi dạ. Phải mà không thấy đi. Thằng này á sao ông đi ấy. Nói với cô hả? Nói với tôi bị gì bữa 21 đó là đi ở Bà Rịa Vũng Tàu đó. Long Sơn, Long Hải rồi ngoài đó đi rồi nói trời ơi uống thuốc. Của chú Trung đưa đó là lớp gì à, giúp đỡ cho cháu nó. Rồi giờ thấy hai vợ chồng bệnh hoạn vậy rồi đưa thuốc cho uống rồi hết bệnh. Nó không nó hết bệnh, nó nhẹ dạ. Rồi nó mừng nó đi núi mới nổi. Chứ tôi nó lội không nổi. Dạ. Nổi nha. Như vậy cũng nghĩa là... có nghĩa là gia đình là một mặc dù đang có một việc nhưng mà được là được cả hai cả nhà. Hai việc. À bây giờ là hai việc luôn. À. Là vừa có được trắng về mà vừa có sức khỏe nữa. À, sức khỏe. Cẩm Vân uống hôm nay sao rồi? Cẩm Vân uống sao nè? Uống sao cùng Cẩm Vân uống sao rồi? Sao mắc cáo nó em mắc cáo à. Uống sao? Ăn ngủ quá trời. À. Hôm trước là khi mà cho một hộp thuốc thì Vân không dám uống. Để nhường gia đình. Đấy, nhưng mà sau đó thì em uống là em ăn ngủ được hả? Lúc đó là nó kêu nhớ chồng quá không ngủ được. Nó động lực để ăn hay gì? Ăn quá trời. Đó. Anh nói nó kêu xong khâu sau khi uống cơm sơn xong. Cái chồng về hỏi ủa tại em không nhớ anh sao mà ăn ngủ được. Nhưng quan trọng cái bệnh em á em có thấy nó thuyên giảm gì không? À, nó nhức thì nó đỡ nhất chứ nhức đầu với là nói chung là nó bằng thằng trong người nó cũng đỡ hơn, nó không có dạng cái chia sẻ thực tế nha chứ không phải là không có dạng mà giống như là suy nghĩ lung tung bình thường rồi vô cái ngủ yếu ớt lắm. So ra phụ nữ con gái người ta là đi làm là sức khỏe nó yếu ớt lắm, nhưng mà vì cuộc sống nó đi nuôi con nuôi cái nó đi bằng ăn cha mẹ khổ rồi nó đi làm vậy chứ nó yếu ớt yếu hồi thời nó còn gái trẻ rồi lúc con nó mới có 2 tuổi rồi đó, thấy nó yếu thấy tội nghiệp lắm, nó yếu ớt. Rồi sao hôm nào hôm nay bữa đi bữa 21 đó đi với cha nó với mẹ mới nói thuốc của chú Trung đưa cho uống à, khỏe lắm nhẹ. Giờ em lội mới nổi, tôi sợ lội lên núi không nổi đi được hết trơn bây giờ. Khỏe nó đi được hết trơn chứ lên núi mà mắc cái gì đi là toàn vô lao xị. Thấy không, thấy cái cảnh tôi nói cái cảnh con ở núi thằng chồng nó là ở bên Campuchia mà hồi đó giờ tôi đi lên đó là 4 lần rồi đó. Mà đâu phải đi cái cảnh như thế đó. Mà đi lẹ đi nhanh lắm. Ai cô nói ai? Là kể như xe chạy đi mà cái bữa đi núi để cầu nguyện cho à là bữa hôm sau là đi núi để cầu nguyện hả? Dạ đi cầu nguyện đó là bữa 21 đó. Đi bữa trước là chiều đi bữa sau là thằng này điện gì đó. Đó là nó ông cái ai nấy nó trời có khi nào ai đi không đó ai đi. Đi hết nhà luôn mà. Đi này nhà luôn. Ở núi nào? Núi Long Sơn.
Long Sơn với cúng bà Nam Hải ở Long Hải. Long Hải ở Bạc Liêu. Long Hải Vũng Tàu. Long Sơn Long Hải. À tức là nguyên cái nhà để xuống đó để mà đi cầu nguyện. Cúng cầu nguyện với lại ở trên núi là núi núi Vinh. Núi Vinh. Núi Vinh là ở trên núi luôn, vô đỉnh núi luôn, ở trong núi giữa núi. Chắc là rồi đi rồi cái mới nói chờ có khi nào mình đi về chiều có biết tin nó không, mà thiệt chiều biết tin luôn hả? Chiều biết tin luôn. Biết sao, tin luôn á. Bữa sau qua bữa sau. Qua bữa sáng là bữa sau nha. Nó biết tin nó mới dây nó vậy. Bởi tôi nói ráng cầu nguyện giờ dù ơn trên người ta xây chuyển cho con, giúp đỡ cho gia đình con. Nhưng cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái tâm của mình, để mình có cái tâm. Rồi khi mà nếu mà hoàn thành tôi cũng có nguyện với ân trên nhé, cho nếu hoàn thành cái vợ chồng nó đoàn tụ á, thì tôi nói với vợ chồng nó đó là cũng biết cái ơn của những cái nhà hảo tâm với chú Trung với lại các chú ở đây để mà lên tiếng để cho các huynh đệ chị em từ xa mà để giúp đỡ cho vợ chồng nó đoàn tụ. Chứ thí dụ không có em như giờ mấy đứa này giờ nó không phải nói rồi á, nó chỉ ngồi biết khóc thôi, chỉ biết khóc thôi để chờ con chờ rể mình về, chứ không có biết là để mà làm sao mà biết nói với ai hay là biết ai mà để hướng dẫn cho mình để là cho con mình nó về. Thì chỉ có tôi nói chỉ có sao mà ơn trên xây chuyển cho các em được gặp cái chỗ này để mà chờ độ cho nó, thì giờ ấy, không nghe già rồi không nghe được gì hết. Ít nghe, mình nói tiếng nghe, tiếng nặng tiếng được thì thấy cũng tội lắm. Mà giờ thấy gia đình này đoàn tụ được thì mình rất mừng, thì cũng cảm ơn các em dữ lắm. Thì giờ đây chị cũng là gì cũng nối sớm ở trong này, nhưng mà cũng thay mặt là trong cái chị em ở đây để cũng thay mặt để là cảm tạ ơn trên là để xây chuyển cho các mạnh thường quân để về tới đây giúp đỡ cho cái xã này. Đó, vậy đó là cho có cháu của mình trong này. Rất là cảm ơn, biết ơn. Thì sau này con cũng ráng, hai vợ chồng con cũng biết ơn ở đây. Là chú Trung, anh Trung rồi để mà đền ơn với lại cái cô mà nãy điện về cho con đó. Thì con cũng liên hệ thường để mình tâm sự, biết không? Rồi có những khi mình vào trong điện mình không gặp mặt, chứ có khi ngoài đời cũng có, mình có duyên thì sẽ gặp thôi, nó như thế đó. Thì giờ thôi là nay là cũng rất là mừng ở đây để chung vui, là rất mừng, là rất cảm ơn là các em để giúp đỡ cho gia đình hai em. Dạ rồi, một lời cuối cùng nữa của Trắng á, thì nếu mà Trắng mà có một lời gửi đến cho bà con, bạn bè hay những các bạn trẻ, thì Trắng có lời khuyên nào để gửi đến những cái bạn như vậy không? Dạ, thì em nói gì? Nói chung tốt nhất mọi người đừng có bao giờ mà biết nói làm sao mà để ấy. Đừng bao giờ nào mà tin nghe lời người ta, nghe lời người ta hay tin người ta bất cứ một điều gì, cái gì ở trên việc mạng hay là cao. Việc nhẹ lên cao, bất cứ một cái gì đó. Như mình đã bị một lần, và mình cũng hy vọng các bạn rút kinh nghiệm và cũng đừng bao giờ nào tin hay nghe lại bất cứ ai trên mạng hay bất cứ một cuộc điện thoại nào hết. Rồi mình cảm ơn. Dạ thưa cả nhà. À lên nói sao? Em muốn nói gì không? Em nói một lời đi. Ok. Nói chung là cách đây một tháng em giống như là em bị bí đường cùng. Không, đúng rồi, cách đây nửa tháng. Nói chung lại coi như em bí đường rồi. Nhưng mà cũng trời Phật thương, ông bà thương em, xoay cho em được gặp anh Trung. Thì một nửa tháng trước, á là em quỳ em lại, em xin cộng đồng mạng cứu chồng em, cứu anh Trung. Nửa tháng sau ảnh về, em xin em lại em trẻ mọi người. Cái ơn này không bao giờ em quên được, tại vì cách đây nửa tháng cũng chính nơi này em là cái người vừa ở đây quỳ trước mặt mọi người, trước cộng đồng mạng, trước anh Trung, trước tất cả mọi người để cầu xin được sự thương hại để cứu chồng em về. Thì ngày hôm nay em cũng quỳ ở nơi đây, em không biết nói gì hết. Nói chung là cái ơn này đối với em lớn lắm, em chả không có nổi. Nhưng mà không bao giờ em quên được cái ngày này, em cũng không có quên được tất cả mọi người đã giúp em. Trước á là cảm ơn cha với mẹ. Cha với mẹ là người lúc nào cũng bên cạnh con. Thứ hai nữa em cảm ơn cậu với mợ. Cậu với mợ lúc nào cũng
Ngẫm nhờ có về nói cậu mợ. Sao nữa? Sao nữa? Chị không biết nói gì hơn là chị cảm ơn mấy đứa em trong nhà trong cửa. Còn mẹ và xã hội, 100.000 lần em lại anh chúng. Em không biết nói gì hơn, em lại anh. Anh giống như một lần nữa anh tái tạo cho anh Trắng được chơi về. Tất cả những mạnh thường quân trước là những người đã cho em cái đồng tiền để em cứu ảnh về, sau là những lời nói dù là một lời động viên, cố lên dân ơi, gán đi, vượt qua đi cưng. Đó là một động lực để em vượt qua đến ngày hôm nay em rước ảnh về. Bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lời động viên của mọi người là một động lực cho em. Từ một cô gái không biết gì hết, không bước chân ra để không biết một chuyện gì, nhưng mà ngày hôm nay em vượt tất cả rào cản, tất cả mọi thứ, em cứu được ảnh về. Tấm lòng của Cẩm Vân có thể nói rằng là đã nói lên tất cả, mà cái tình thương, tình yêu của người vợ dành cho chồng như thế nào. Khi mà Trung cắt cuộc gọi lên để gọi nói chuyện thì Trung có cảm nhận được cái lòng người đang thực sự là cần tha thiết để mà cứu chồng mình về. Và từ đó Trung mới quyết định là chỉ sau một đêm thôi là Trung sáng hôm sau là Trung quyết định là xuống để mà gặp Cẩm Vân để mà ghi hình, để mà hy vọng rằng là có một điều may mắn gì đến khi mà tấm lòng của người vợ như vậy. Cho nên thành ra là Trắng không phải biết được người vợ mình đang như thế nào, đã yêu thương như thế sao và cầu mong em về thế nào để mà có những cái đền đáp sau này nhé. Còn đối với anh thì thực ra thì nói với em, tụi em thôi, vợ chồng tụi em cũng như tất cả cộng đồng mạng cũng như bà con, với anh thì khi anh làm những việc thế này á, anh hoàn toàn là anh bỏ có nhiều tiền, khá là nhiều tiền. Ta nói như làm YouTube để kiếm tiền, nhưng thực ra là Trung kiếm tiền để làm YouTube. Anh bỏ rất nhiều tiền nhưng mà anh không có ngại, anh không ngại chuyện đó. Quan trọng là khi anh đã làm được cái việc tốt thôi chứ. Dạ đúng rồi, đó hoàn thành những cái gì mình làm thôi chứ mà. Còn việc mà trả ơn hay không thì đó anh không có nghĩ tới đâu, đúng không? Tất cả anh làm hồi giờ anh không bao giờ nghĩ tới là sẽ trả ơn anh như thế nào đâu. Quan trọng là sau khi mình làm xong mình cảm thấy là hoàn thành công việc nhẹ nhõm. Mình đã cứu giúp được một người, đặc biệt là một mạng người. Một mạng người, có thể là một mạng người đó, và mình đang là giúp để mà trở về gia đình và mang cái niềm hạnh phúc mà cả gia đình đang được trong đời hết, thì mình cảm thấy vui, hạnh phúc điều đó. Đó là cái anh khi anh làm thôi. Và anh ngoài là không có một cái gì đó mà mình muốn chúng mình mang ơn trả ơn hết trơn á. Thì bây giờ thì qua câu chuyện này cũng đã sơ qua xong và cũng kết thúc câu chuyện này, và Trắng đã về với Cẩm Vân, gia đình đoàn tụ hạnh phúc. Đó là điều ai cũng mong muốn, rồi bà Trung cũng được mong muốn, và câu chuyện kết thúc ở đây và mở ra một trang mới cho gia đình. Hy vọng là vợ chồng sắp tới, anh chúc cho vợ chồng sắp tới có thể là gặp được công việc tốt, được thoát khỏi cái cảnh mà nghèo khó, thoát khỏi cảnh mà không có đồng tiền nào khi mà gặp khó khăn. Thì anh hy vọng rằng sau cái cơn mưa trời lại sáng, mọi người sẽ được sáng tỏ ra và mọi người cái điều may mắn sẽ dồn tới, và gia đình cũng như là ba mẹ bên vợ của em sẽ thoát khỏi cái cảnh nghèo khó và sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Dạ, thì Trung cũng cảm ơn tất cả bà con cô chú anh chị mình đã luôn luôn đồng hành với kênh Cao Trung Vlog, và luôn luôn có những yêu thương động viên Trung bằng những nút like cũng như là đăng ký kênh và sản phẩm Cao Trung Sơn. Bà con cũng rất yêu quý và yêu mến và tin tưởng, đặc biệt là tin tưởng sản phẩm Cam Sơn, nên đã chia sẻ đến nhiều cộng đồng. Chắc lúc này thì câu chuyện cảm động đến đây thì Trung cũng xin khép lại, để mà để cho gia đình còn đoàn tụ, còn những câu chuyện kể bên lề nữa. Dạ, thì cho chàng hô tay đi. Dạ, chàng hô tay. Dạ, và gửi lời chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà sức khỏe luôn ạ. Chúc cả nhà sức khỏe ạ. Bye bye.